79 học tiếng Việt lần đầu gặp nhau. 79 học tiếng Việt lần đầu gặp nhau. 1. Chào hỏi. 1. Chào hỏi. Xin chào, tôi là Mickey. Xin chào, tôi là Mickey. Rất vui được gặp anh. Rất vui được gặp anh. Từ bây giờ, xin hãy giúp đỡ tôi. Từ bây giờ, xin hãy giúp đỡ tôi. Cùng nhau ăn trưa thì thế nào? Cùng nhau ăn trưa thì thế nào? 2. Tên. 2. Tên. Chào bạn. Rất vui được gặp bạn. Chào bạn. Rất vui được gặp bạn. Mình cũng rất vui. Tên bạn là gì? Mình cũng rất vui. Tên bạn là gì? Mình tên là Yamada, còn bạn? Mình tên là Yamada, còn bạn? Mình tên là Phương. Mình tên là Phương. 3. Đề nghị. 3. Đề nghị. Mình đã nghe nói nhiều rồi về bạn. Mình đã nghe nói nhiều rồi về bạn. Em cũng rất muốn gặp chị. Em cũng rất muốn gặp chị. Chúng ta cùng uống một ly sinh tố với nhau thì thế nào? Chúng ta cùng uống một ly sinh tố với nhau thì thế nào? Không phải sinh tố, uống một cốc bia nhỉ? Không phải sinh tố, uống một cốc bia nhỉ?